Ok, bây giờ tôi sẽ làm một cái chuyển skin, tạo skin và chuyển skin cho cái con nhân vật này. Thì con nhân vật này đang có sẵn animation rồi. Bây giờ thì tôi sẽ làm mỗi cái phần đầu trước thôi. Bởi vì là cái này nó cũng rất là nhỏ. Cái này làm luôn cái phần tay, phần thân nữa. Thế bây giờ trước khi mình làm skin thì mình phải tạo ra một cái skin nữa. Bây giờ con này chưa có skin bởi vì nó mới chỉ dùng một bộ ảnh thôi. Để mình tạo cái skin cho nó. Bây giờ đặt nó là cái skin 1. Đấy. Sau khi có cái skin 1 rồi ấy, thì cái đầu này, từ cái tách này, cái tách bây giờ nó là tách mask, thì mình sẽ tạo ra new và skin placeholder. Đấy, mình sẽ tạo ra là tên là head. Rồi, thế bên phần thân thì mình cũng thế, mình cũng tạo ra skin placeholder này, body này. Đấy, phần giáp tay chẳng hạn, giáp tay cũng tạo skin placeholder này. Phần giáp này cũng thế. Rồi sau khi mình xong những cái việc đấy rồi ấy, thì mình đã có một cái skin rồi. Bây giờ mình tắt cái skin đi là mấy cái ông này mới mất này. Thế bây giờ việc của mình ấy là tạo ra cái skin 2, thì mình có thể là duplicate thôi, ở chỗ này duplicate hoặc là ấn Ctrl D. Đấy, skin 2. Thì với skin 2 ấy thì mình sẽ đổi cái tên của cái này. Thế bây giờ trong cái folder của thằng này ấy, mình đã để là character. Character là cái bộ cơ bản và character 2 là cái bộ thay skin để cho bạn xem hình dung được ấy. Thì tất nhiên hai cái folder này thì cái ảnh nó tương tự về size với nhau thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển thằng này về character gạch ngang 2. Đấy, thế là mặt nó tối rồi đúng không? Mình chỉ cần làm đơn giản thôi là nó tối rồi, là cái ảnh khác ấy, không phải mình kéo tối mặt đi đâu. Hai đấy, cái thằng này màu đỏ này, rồi mình đã đổi đổi màu trước rồi đấy rồi ấy. Hai này, đổi tên folder nhá, không phải đổi tên ảnh đâu, ảnh thì mình để nguyên. Tất nhiên là trong quá trình làm bạn có thể đổi tên ảnh khác cũng được, nhưng mà nếu mà đổi tên ảnh khác thì cả cái phần là từ sau cái dấu gạch chéo này bạn cũng phải gõ theo cái tên của cái ảnh mới muốn thay vào ấy. Còn đây là cái tên của folder. Đấy. Nếu mà chia folder này mình sẽ rất là dễ xử lý. Nhưng mà nếu mà chia theo nếu mà chia theo tất cả cho cùng một folder ấy, thì nó sẽ khó xử lý hơn. Mình có hai skin, skin 2 đây và skin 1. Cái ông này là mình đang sai lầm một cái là mình chưa tạo ra skin placeholder đó. Thế là mình đổi skin 1, thế là đổi luôn cả skin 2 vì cái này nó không theo skin. Thế bây giờ mình phải đổi lại. Mình đang để là skin 1 đấy nhá. À, tạo ra skin placeholder đó. Bây giờ chuyển qua skin 2. Chuyển qua skin 2 thì bây giờ cái quá trình mình làm vừa nãy là mình đã làm mất cái skin của nó rồi. Bây giờ mình phải import lại ảnh. Thì bây giờ mình import lại ảnh thì mình cũng kéo thả từ cái này thôi.
Đấy, xong mình kéo vào đây. Đấy, xóa thằng này đi. Mình duplicate thằng này. Kéo vào đây. Kéo xuống đây. Thế thì khi mà nó chạy thì nó vẫn chạy bình thường. Đấy, có cái chạy rồi nhỉ. Run này. Đấy, nó chạy bình thường. Các bạn chỉ cần làm cái skin này phát là xong rồi. Rồi thay cái tên ảnh thôi, chứ mình không cần phải có nhiều thao tác làm gì cả. Ok, thế thì cái phần này nó đơn giản vậy thôi. Nó bảo là nhằng thì cũng là nhằng, mà bảo nó đơn giản thì cũng là đơn giản. Nên cái này mình thực hành một điều một xíu là được. Thì đấy, có gì thì cứ kêu mình làm clip mình hướng dẫn cái này cho nhé. Bye bye.